Kamen Rider Blade là một series với cảm hứng thiết kế Rider khá độc đáo và lấy nhiều ý tưởng dựa trên motif bài Tây. Thiết kế của Kamen Rider Blade nhìn chung khá đẹp mắt, gọn nhẹ và ẩn chứa nhiều ngôn ngữ hình ảnh. Vậy ý nghĩa, cơ chế của từng Rider cũng như form của họ trong bộ phim này là gì? Hãy cùng RTK Media tìm hiểu nhé! Đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu về dãy Ace Form của các Rider là form cơ bản dung hợp cùng category Ace Undead. Với hai Rider System cơ bản nhất, Blade và Garen, ta có thể thấy thiết kế của hai bộ giáp Rider này có đôi nét công sở kết hợp cùng biểu tượng trên hệ lá bài họ sử dụng. Thêm vào đó là cách điệu từ hình ảnh hai con côn trùng là bọ hung và bọ vừng. Khi sử dụng các buckle để henshin, thiết bị sẽ cho ra âm thanh turn up, có nghĩa là lật bài hay ngửa bài. Một động tác khá quen thuộc khi chơi bài poker. Xét về màu sắc, Kamen Rider Blade có màu chủ đạo là xanh đậm. Theo như phân tích ý nghĩa màu sắc, màu xanh đậm của Blade tượng trưng cho trí tuệ, sức mạnh, sự vững vàng và mang tính chuyên nghiệp cao. Nó mang lại cảm giác an tâm. Điều này ứng với ý chí kiên định cũng như lý tưởng bảo vệ cho nhân loại, bảo vệ cho những người không thể chiến đấu của Kenzaki. Về Garen, màu chủ đạo là đỏ rượu vang, là biểu tượng cho sự quyết tâm mạnh mẽ, sự lãnh đạo, dũng cảm, đợi chờ. Ở một sắc thái khác là sự giận dữ tột độ, đại diện cho quyết tâm chiến đấu của Garen cũng như vai trò đàn anh hỗ trợ cho Blade và Linger của Tachibana-san. Nó cũng đại diện cho tính cách nóng nảy của Tachibana cũng như sự ngấm ngầm đố kỵ của anh dành cho Kenzaki. Xét về cơ chế của hai Rider System này, như đã đề cập trong phim, Rider System do Bot chế tạo dựa trên cơ chế dung hợp cùng Undead của thắt lưng Joker. Xong, Rider System không lấy nguyên hình thái của Undead mà chỉ dung hợp sức mạnh của Undead trong lá Category Ace với bộ giáp Kamen Rider và DNA của người sử dụng để giúp họ gia tăng khả năng chiến đấu. Rider System đồng bộ với Category Ace dựa trên cảm xúc của người sử dụng. Nếu cảm xúc khi chiến đấu càng cao, càng mãnh liệt, chỉ số đồng bộ cũng từ đó mà tăng theo, cho người sử dụng sự linh hoạt cùng sức mạnh khi chiến đấu. Xét về Category Ace mà Blade và Garen sử dụng để dung hợp, hai hình thái Ace Form này được cho là yếu hơn so với Linger và Kalis. Trong đó, theo thông tin đã được xác nhận, Ace Form của Garen là yếu nhất trong 4 Category Ace. Song, bởi Garen là Rider chiến đấu tầm xa, giúp anh hạn chế những sát thương trực tiếp khi chiến đấu sắp lá cả. Tiếp theo, Kamen Rider Linger sử dụng Linger Buckle, một hệ thống Rider System do Undead chế tạo kết hợp cùng tư liệu sáng chế của Bot do giám đốc Karasuma phối hợp sản xuất. Chính vì sự lai căng hai nguồn cảm hứng thiết kế, nên Linger vừa có những nét công sở đặc trưng như Blade và Garen, vừa có vài điểm khác biệt riêng. Bộ giáp là sự cách điệu của chất tép, hay còn gọi là chuồn trong tiếng miền Nam, cùng hình ảnh con nhện tượng trưng cho Category Ace, Spider Undead. Màu của bộ giáp Linger thay vì là màu xanh lá tươi, nó lại mang màu xanh lá trầm, tượng trưng cho sự thèm muốn, keo kiệt và ganh tị. Điều này hoàn toàn chuẩn xác với nhân vật Musky, người bị Undead thao túng, luôn đố kỵ với Kenzaki và Tachibana, đồng thời khao khát tìm kiếm sức mạnh để trở thành Rider mạnh nhất. Cơ chế biến hình của Linger Buckle là Open Up thay vì Turn Up như hai Rider System kia. Open Up có nghĩa là mở bài hay xoay bài, cũng là một thao tác quen thuộc khi chơi bài. Cơ chế hoạt động của Linger Buckle có đôi chút khác biệt, nó được tạo ra theo ý chí của Undead và để tối ưu hóa sức mạnh của Category Ace. Có thể nói, Linger là Rider có Ace Form mạnh nhất, đủ khả năng đánh ngang cơ với Jack Form của Garen. Những chi tiết màu vàng gold trên bộ giáp của Linger đã chứng minh được điều đó, vì họa tiết điểm vàng gold vốn là màu để nhận diện Jack Form của Blade và Garen. Cuối cùng trong series là Kamen Rider Kalis, sử dụng thắt lưng Joker, là bài thứ 53 trong bộ bài, át chủ bài trong cuộc thành chiến. Vì cơ chế của thắt lưng Joker là mượn hoàn toàn hình dáng cũng như sức mạnh từ các Undead, nên thực chất Kamen Rider Kalis chính là hình dạng của Category Ace, Mantis Undead, hay còn gọi là Kalis khi mang thắt lưng Joker. Khác hoàn toàn với ba Rider sử dụng Rider System chỉ mượn sức mạnh từ Category Ace, Kalis hoàn toàn mang hình dáng nguyên thủy của Undead được sử dụng. Đây cũng là Rider có thiết kế khác biệt nhiều nhất so với ba Rider còn lại. Màu đen trên bộ giáp của Kalis tượng trưng cho sự trang trọng, quyền lực, sự đe dọa, sự huyền bí và ma quỷ. Điều này hợp lý với xuất thân của Aikawa Hajime, Kamen Rider Kalis, một Rider với thân phận bí ẩn, thậm chí không phải là con người. Sự tồn tại của Kalis như mối đe dọa dành cho cả con người cũng như Undead, đem tới mối họa diệt vong cho thế giới. Đi sâu vào cơ chế biến hình của thắt lưng Joker, vì Joker là lá bài thứ 53 trong bộ bài, nó có khả năng vượt trội hơn hẳn 52 lá còn lại. Tìm hiểu về ý nghĩa lá bài Joker trong luật bài Tây, chúng mình được biết Joker là lá bài có nhiều ý nghĩa, cách chơi bài Joker cũng tương đối đa dạng, tùy thuộc vào mỗi khái niệm và trò chơi mà người chơi nên sử dụng lá bài này sao cho đúng. Trong luật bài poker, những lá Joker không bị giới hạn có thể sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Trong khi chơi bài, chúng có tác dụng giúp bạn biến một đôi có sẵn thành một bộ 3. Sau đó, biến hai đôi thành bộ full house.
Trong một vài dạng khác, quân bài Joker có thể được sử dụng để nâng cấp tứ quý thành ngũ quý. Trong một phiên bản khác, Chase the Joker được xem là bản sao của Chase the Ace. Đối với luật chơi này, quân bài Joker được sử dụng thay cho một quân áp. Khi chơi bài War, Joker có khả năng đánh bại tất cả các lá bài khác. Vậy nên, như các bạn có thể thấy, Joker là lá bài với tiềm năng vô tận và có thể sử dụng để thay thế cho bất kỳ lá bài nào. Chính bởi điều đó mà cơ chế thắt lưng Joker chính là khả năng có thể biến thành bất kỳ undead nào trong 52 giống loài, đồng thời sử dụng tối đa tiềm lực của chúng. Được cho là một trong những undead huyền thoại, Kalis Category Ace của Hajime trong một thời gian dài đã được sử dụng cùng với lá Human Undead Category 2, kẻ thắng cuộc trong thành chiến 10.000 năm trước, để kìm hãm sức mạnh Joker trong Hajime. Tiếp theo, ta cùng tiến tới 3 rider trong movie The Missing Ace gồm Glaive, Lance và Locke. 3 rider này sử dụng cùng một dạng hệ thống rider system dựa trên Linger Buckle của Musky cũng như cơ chế Open Up. Điều này lý giải cho việc tạo hình của 3 rider trên có rất nhiều chi tiết tương đồng với Kamarider Linger. Tiếp theo, về Category Ace mà họ sử dụng để dung hợp trở thành Rider, đó là Kerberos Undead, một Undead nhân tạo do Tennōchi Hiroshi chế tạo trong phần TV series. Là Kerberos gốc trong TV series là sự dung hợp từ DNA của tất cả 53 Undead. Sức mạnh của nó thậm chí vượt trội hơn cả Black Joker của Hajime hay King Form của Kenzaki. Sức mạnh của Kerberos có thể thao túng và phong ấn những lá bài khác. Đây là mối đe dọa với tiềm năng trở thành kẻ chiến thắng sau cùng trong thành chiến của thời hiện đại. Nhìn chung, Kerberos là một lá bài với tiềm lực rất vượt trội. Trong movie The Missing Ace, sức mạnh của Kerberos đã được sao chép thành hai lá bài khác dùng cho Lance và Locke khi Henshin. Bởi là lá bài undead nhân tạo với sức mạnh khác biệt, cơ chế combo tất sát của 3 rider trong movie cũng khác so với 4 rider trong TV series. Thay vì sử dụng combo 2 tới 3 lá bài để thực hiện chiêu tất sát, Glaive, Lance và Locke chỉ cần quét một lá bài Mighty để thi triển tất sát. Cụ thể, ta có Glaive với Mighty Gravity cho tuyệt chiêu Gravity Slash, Lance với Mighty Impact cho tuyệt chiêu Impact Stab, và Locke với Mighty Ray cho tuyệt chiêu Ray Bullet. Vậy là chúng ta đã đi hết các Ace Form của Rider trong Kamen Rider Blade. Giờ ta tiến tới tìm hiểu về Drag Form nhé. Drag Form là hình thái dung hợp giữa DNA con người, bộ giáp Rider với Category Ace và Category Drag. Trên nền tảng dung hợp là Absorb Queen, thông qua thiết bị Rose Absorber. Đây được coi là Super Form của Kamen Rider trong series Blade. Rose Absorber là thiết bị được giám đốc Karasuma chế tạo ở Tibet, nhằm phát huy tối đa khả năng của undead cấp cao, điều mà các Roger thông thường của Blade và Garen không làm được. Như Tachibana từng nói, những lá bài undead cấp cao như Jack, Queen và King chỉ có tác dụng sạc năng lượng cho Rider Roger, chứ không giúp cường hóa Rider thành hình thái form nâng cấp. Trở thành Jack form nhờ hỗ trợ từ Rose Absorber, Blade và Garen được nâng cấp vũ khí, gia tăng sức bền, sức chiến đấu cũng như khả năng bay trên không trung. Nếu để so sánh, Jack form của Blade và Garen trên thực tế chỉ ngang với Linger Ace form. Song, Kenzaki là một người sinh ra để trở thành Kamen Rider. Anh đồng bộ với undead một cách đáng kinh ngạc. Điều này gia tăng sức mạnh cho Jack Form của Kenzaki, khiến Blade trở nên vượt trội hơn hẳn so với Jack Form của Garen. Cuối cùng, ta tiến tới hình thái mạnh nhất mà một Rider trong Blade có thể sở hữu, King Form. Trước tiên là King Form của Kamen Rider Blade. Đây là hình thái nằm ngoài tính toán ban đầu của giám đốc Karasuma. Ông cho rằng khi sử dụng Rose Absorber để dung hợp Category Ace và Category King với bộ giáp Rider, Rider đó chỉ mượn sức mạnh của Category King mà thôi. Song, Kenzaki lại đạt tới trạng thái dung hợp toàn bộ 13 undead. Đây là điều mà người thường không thể nào làm được. Sức mạnh quá tải từ King Form cũng tạo nên sức ép cho thể chất của Kenzaki sau mỗi lần sử dụng. Thêm nữa, khả năng hòa hợp thân thể cùng nhiều undead là khả năng chỉ có Joker mới sở hữu được. Điều này đã lý giải lý do tại sao sau mỗi lần trở thành King Form, Kenzaki lại càng tiến gần tới việc trở thành undead, trở thành Joker. Đồng thời cũng giải thích cho việc vì sao King Form của Kenzaki lại tác động khiến Hajime trở về hình dạng Joker. Joker là sinh vật mạnh lên sau từng trận chiến để thích nghi với khả năng tương ứng của đối thủ. Chính vì Kenzaki trở thành King Form và dần biến mình thành Joker, cơ thể của Hajime mới sinh ra phản ứng tương tự để trở thành đối trọng cho Kenzaki. Tiếp theo là Wild Form của Hajime, Kalis. Hình thái này khác biệt hoàn toàn với cơ chế dung hợp 13 undead của Blade. Wild Form chỉ trực tiếp mượn sức mạnh cũng như hình dáng của Category King, là sự dung hợp giữa Joker và King undead. Ở hình thái này, Kalis được nâng cấp vượt trội về sức tấn công lẫn khả năng chiến đấu. Wild Form của Kalis cũng góp phần trấn áp và kìm hãm lại sức mạnh của Joker, giúp cho Hajime không bị mất kiểm soát. Quá trình dung hợp 13 undead của Hajime chỉ diễn ra khi anh sử dụng chiêu tất sát. Khi đó, tất cả 13 lá bài trong deck của Hajime sẽ nhập làm một trở thành lá bài Wild, được Kalis sử dụng để thi triển tuyệt chiêu.
Về phần Garen, sở dĩ King Form của anh không xuất hiện trong phim vì category King hệ Zo bị phong ấn rất trễ trong phim. Blade có tổng cộng 49 tập thì tới cuối tập 47 tên Undead này mới bị phong ấn bởi Tachibana. Cho những bạn thắc mắc về hình dạng King Form của Garen trông sẽ ra sao thì chúng mình sẽ để ảnh form này được tái hiện qua dòng đồ chơi cách điệu Six của Bandai. Như trên hình các bạn có thể thấy, Garen chỉ dung hợp duy nhất với category King khi trở thành King Form. Còn những vị trí khác trên bộ giáp chỉ có biểu tượng chất Zo đặc trưng. Sau cùng, lý giải vì sao Musky, Camarilla Linger không thể lên được King Form đơn giản bởi vì Linger Rider System là một hệ thống với cơ chế hoạt động khác hoàn toàn với Blade và Garen. Song, Rose Absorber chỉ được chế tạo duy nhất 2 chiếc cho Blade và Garen sử dụng. Thiết bị này tương thích với Rider System của Bard, chứ không hề tương thích với Rider System do Undead chế tạo. Khi đưa lá bài Queen và King của Linger vào Rose Absorber, thiết bị chỉ giúp tống khứ Category Ace ra khỏi vật chủ là Musky và cho cậu khả năng chiến đấu dưới hình dạng Category King, Shima-san. Sau này, khi phong ấn thành công Spider Undead, lá bài Category Ace của Musky chuyển thành màu vàng, trở thành Linger phục sinh. Đây thực chất đã là một hình thái nâng cấp dành cho Musky rồi. Bổ sung thêm một chút, hình thái Jack Form của Linger cũng đã được Six tái hiện lại. Vậy, đây là tất cả những gì chúng mình muốn giải thích tới cho các bạn về ý nghĩa cũng như cơ chế hoạt động của từng Rider và Form của họ trong series Kamen Rider Blade. Nếu các bạn còn có thắc mắc hay có ý kiến gì về video này, hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share video, đồng thời subscribe cho kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!